Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tin nóng với nội dung chính sau đây: Myanmar, Aung San Suu Kyi và bài học cho Việt Nam thời nay. Bà Aung San Suu Kyi, trước khi bị lực lượng đảo chính bắt giữ, đóng vai trò cố vấn quốc gia của chính phủ do Đảng Liên minh Quốc gia vì Dân chủ chiếm đa số lãnh đạo, gặp đúng lúc người ta đang tổ chức ký tên kêu gọi trả tự do cho bà Aung San Suu Kyi, người đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 1991 và hiện đang bị chính quyền quân phiệt độc tài Myanmar giam lỏng tại nhà. Tất nhiên là tôi cũng ký tên như nhiều người khác. Thật ra mà nói, trước đó khi còn ở trong nước, tôi phải thú nhận là tôi không biết gì nhiều về bà Aung San Suu Kyi. Tôi ký vì ngay tại đó, tôi đứng đọc những thông tin về cuộc đời đấu tranh của bà. Không bao lâu sau, tháng 10 2010, bà Aung San Suu Kyi được thả tự do tại Yangon. Báo chí quốc tế khắp nơi đưa tin này trên thế giới. Những ngày tháng ấy, bà Aung San Suu Kyi là một biểu tượng của hòa bình thế giới, một ngọn hải đăng cho phong trào đấu tranh dân chủ. Không chỉ ở Myanmar, từng được thế giới ca ngợi hết lời, không có mấy nhân vật đấu tranh được như bà. Bao nhiêu giải thưởng, bằng danh dự quốc tế, bao nhiêu tổ chức lên tiếng đòi trả tự do cho bà. Trong cuộc đời mình, bà đã từng gặp biết bao chính khách, lãnh đạo từ Đông sang Tây. Ở đâu bà cũng được tiếp đón trọng thị. Bà thu hút mọi người không chỉ vì danh tiếng của một nhà đấu tranh, mà còn vì là một trí thức từng tốt nghiệp cử nhân, thạc sĩ ngành chính trị kinh tế tại các trường cao đẳng thuộc Đại học Delhi ở New Delhi, Đại học Oxford, có thể nói được vài ba ngoại ngữ. Người phụ nữ mạnh mai, tuy có tuổi nhưng vẫn giữ được nét đẹp thanh lịch nền nã trong những bộ trang phục truyền thống của phụ nữ người miền bờ, luôn luôn cài hoa tươi trên đầu. Và rồi khi bà bắt đầu nắm quyền lực, một số vết mờ trên bức chân dung của bà bắt đầu xuất hiện. Bà Aung San Suu Kyi trong xe hơi sau khi nộp đơn tranh cử như một ứng viên hồi tháng 8 2020 trong cuộc bầu cử năm ngoái ở Myanmar, mà sau đó đảng của bà thắng cử với tỷ lệ phiếu bầu 83%, từ chuyện vì có chồng quá cố và con sinh ra ở nước ngoài nên không được làm tổng thống do một điều khoản trong hiến pháp Myanmar, nhưng vẫn đẻ ra cái vai trò là State Councilor of Myanmar, cố vấn quốc gia có thực quyền hơn cả tổng thống, thậm chí cao hơn tổng thống. Như lời tuyên bố của bà, những ước mơ ngày càng lớn hơn khi bà lên nắm quyền. Myanmar chẳng những không có những tiến bộ đáng kể nào về kinh tế, mà quan trọng hơn, bà vẫn không xây dựng được một lộ trình dân chủ thật sự cho đất nước. Nhiều vi phạm về nhân quyền vẫn tồn tại. Một ví dụ là dưới sự lãnh đạo của bà, nhiều nhà báo tại Myanmar đã bị truy tố. Bà cũng không giải quyết được những mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo vốn âm ỉ trong xã hội Myanmar, thay vào đó lại im lặng trước hành động bị xem là tội ác diệt chủng của quân đội đối với cộng đồng thiểu số Hồi giáo Rohingya. Thậm chí ngày 10 tháng 12 2019, bà đã ra tòa án công lý quốc tế Liên Hợp Quốc ở Le Hay, Hà Lan để bảo vệ quân đội, bảo vệ cho đất nước Myanmar trước các buộc phạm tội diệt chủng đối với người thiểu số Hồi giáo Rohingya. Thật khó tin rằng một người trí thức bị ảnh hưởng bởi cả triết lý bất bạo động của Mahatma Gandhi, và cụ thể hơn là bởi các khái niệm Phật giáo, luôn chọn con đường đấu tranh bất bạo động. Một con người đã dùng những năm tháng bị giam lỏng tại gia để nghiên ngẫm triết học Phật giáo và thiền định, lại trở thành một con người khác đến thế khi nắm được quyền lực. Đối với người Việt Nam, tôi đã từng nghe không biết bao nhiêu lời ca ngợi, ước ao giá mà Việt Nam có một Aung San Suu Kyi. Sự thay đổi của bà không chỉ làm cho hàng triệu người Việt Nam thất vọng, mà phương Tây càng thế. Nhưng có lẽ đó là do nhiều người chỉ nhìn thấy bà từ xa. Có những người bênh vực bà Aung San Suu Kyi, cho rằng bà chấp nhận bị phương Tây chỉ trích, chấp nhận đánh đổi danh tiếng của mình để chung sống hòa bình với bên quân đội vẫn chưa bao giờ thực sự mất quyền lực. Và vì bà biết thế của bà và của Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà, National League for Democracy, không đủ mạnh để nắm trọn quyền, và rằng nếu bà cực lực lên án vụ đàn áp người Hồi giáo Rohingya thì sẽ bị bên quân đội cho là lên đường ngay. Có thể điều đó có một phần đúng chăng? Bài học gì cho dân chủ Việt Nam? Cố vấn nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi tham dự một buổi lễ tại thành phố Lai Kaun ngày 15 tháng 1 2020. Dù sao, câu chuyện của bà Aung San Suu Kyi và con đường dân chủ hóa gập ghềnh vừa bị ném ngược trở lại mấy chục năm trước của Myanmar cũng cho người Việt Nam chúng ta rất nhiều bài học quý báu.
Theo tôi, đó là giành được quyền lực đã khó, xây dựng một lộ trình dân chủ thực sự cho đất nước, không để cho đất nước chuyển hóa thành một dạng độc tài kiểu khác, còn khó hơn gấp nhiều lần nữa. Người lãnh đạo có tinh thần đấu tranh khao khát tự do dân chủ, yêu đất nước chưa đủ, phải có trí tuệ, có tầm nhìn xa để vạch nên những chiến lược đường dài, lộ trình dân chủ hóa và sự phát triển lâu dài vững bền cho đất nước. Dân tộc bà Aung San Suu Kyi có thể không thiếu trí tuệ, nhưng có lẽ bà là một biểu tượng đấu tranh thì tốt hơn là trở thành một người đứng đầu nhà nước, vì cần phải có những kỹ năng khác để điều hành một đất nước. Quan trọng nhất là chúng ta không nên thần thánh hóa bất cứ ai, biến họ thành một tượng đài, như thế vừa làm hại cho chính họ, vừa khiến cho những người khác có khả năng lãnh đạo hơn những lại bị cái bóng của người đó lấn át. Cần chú ý rằng người Việt vốn hay có tâm lý thần tượng ai đó, và từ đó là một biểu hiện về dân chủ. Có những ngôi sao sáng là biểu tượng cho đấu tranh dân chủ, nhưng thay đổi khi có quyền lực trong tay, họ có thể phải thỏa hiệp với những thế lực phi dân chủ khác để giữ quyền lực, và do đó cũng không thực sự cải cách dân chủ cho đất nước. Cuối cùng là bài học về việc xây dựng lực lượng kế thừa. Cho đến giờ có vẻ như đảng của bà Aung San Suu Kyi và người dân Myanmar vẫn chưa chuẩn bị những người có khả năng thay thế bà đã ở tuổi 75. Cho nên nếu quân đội bắt bà Aung San Suu Kyi thì cũng có nghĩa là không còn ai khác. Người Việt Nam đấu tranh càng phải lựa chọn việc xây dựng một phong trào mạnh chứ không phải đặt hết vào một hai lãnh tụ. Lại có người cho rằng cuộc đảo chính này có sự hỗ trợ phía sau của Trung Quốc, quốc gia từng không hài lòng khi nhìn thấy Myanmar tiến lên một bước vì dân chủ và nhích ra xa khỏi ảnh hưởng của mình. Và đây cũng là thêm một phép thử của Bắc Kinh đối với chính phủ mới của Mỹ. Bên cạnh phép thử về Biển Đông và Đài Loan, không biết điều này có đúng không, nhưng dù sao tôi vẫn tin rằng con đường dân chủ hóa của Myanmar dù có cập cảnh khi tiến khi lùi, nhưng chí ít dân tộc Myanmar vẫn còn may mắn vì giữ được sự hiền lương, thật thà, tử tế. Nhiều người từng đến thăm Myanmar. Khi đến thăm Myanmar, đều nhận xét như vậy: Myanmar là một quốc gia đa sắc tộc, đa tôn giáo, nhưng phần lớn vẫn là Phật giáo. Trong cách sống của họ rất thấm nhuần tư tưởng Phật giáo. Xã hội Myanmar dù cũng trải qua một chế độ độc tài sát máu, nhưng không bị một chủ nghĩa cộng sản giã cày phá nát đến tận gốc rễ. Từ văn hóa, đạo đức xã hội, tính thiện trong con người, các mối quan hệ gia đình cho tới kỷ cương luật pháp, như các nước Liên Xô cũ cho tới Trung Quốc, Việt Nam, Bắc Hàn xây dựng lại từ đầu trên cái phong nền con người, xã hội như vậy có phần đỡ hơn. Và từ bên ngoài, thế giới có lẽ sẽ không để mặc Myanmar. Một số lãnh đạo các nước đã lên tiếng. Hoa Kỳ đã tính đến chuyện cấm vận trở lại Myanmar, bởi vì cho dù hình ảnh của bà Aung San Suu Kyi có phần bị hoen ố, nhưng thế giới sẽ lên tiếng vì người dân Myanmar. Vì bây giờ là năm 2021 chứ không phải 1962. Nếu quân đội Myanmar muốn làm gì thì làm. Kết quả cuộc bầu cử và ước muốn được sống một cuộc sống tốt đẹp hơn của người dân Myanmar phải được tôn trọng. Nhưng xét cho cùng, mọi thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn cho mọi quốc gia phải bắt đầu từ chính khát vọng và hành động của người dân, chứ không thể chỉ trông chờ vào bên ngoài. Từ người dân Myanmar, âm thanh tiếng gõ nồi niêu son chảo vang lên ở các đường hẻm khắp Miến Điện. Vào tối hôm 2 tháng 2, người dân Myanmar sử dụng biện pháp như thế để phản ứng trước vụ đảo chính do giới quân đội tiến hành. Quân đội Miến Điện vào ngày 1 tháng 2 đã bắt giữ nhà lãnh đạo và cố vấn nhà nước bà Aung San Suu Kyi, Tổng thống Yoon Win Myint và một số thành viên nội các của Đảng Liên minh Quốc gia Dân chủ NLD. Chỉ mới vào năm 2016, quân đội Miến Điện cho phép tiến hành một cuộc bầu cử tự do sau nhiều thập niên đàn áp. Bà Suu Kyi và Đảng NLD mới lên nắm quyền, ông Chen nói. Sự kiện đó đã gieo nhiều hy vọng cho giới đấu tranh dân chủ của Việt Nam. Tin tức của cuộc đảo chính ở Miến Điện cũng được truyền thông nhà nước Việt Nam loan đi. Tuy nhiên, theo blogger Huỳnh Ngọc Chênh, thì đa số người dân Việt Nam không mấy quan tâm. Riêng đối với giới đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền trong nước thì tin đảo chính một nền dân chủ như ở Miến Điện được đón nhận với nhiều bàng hoàng. Khi mà chính quyền độc tài quân Việt trao lại cho nhân dân Miến Điện quyền làm chủ để người ta đi bầu cử và cho đảng của bà Suu Kyi thắng lợi, thì đó là động viên rất lớn đối với phong trào dân chủ Việt Nam. Người ta cũng mong muốn nhà nước độc tài Việt Nam
cũng nới lỏng và trao trả quyền làm chủ thật sự cho người dân Việt. Đó là cái mong mỏi và động viên rất lớn sự phát triển kinh tế của Miến Điện trong những năm sau đó. Cũng là động viên cho các nhà đấu tranh cho dân chủ Việt Nam rất nhiều, nhưng bây giờ họ bị lật đổ thì những người quan tâm chính trị rất buồn, rất lo cho việc này. Một cựu tù nhân lương tâm không muốn nêu tên, chia sẻ rằng cú sốc từ những diễn tiến chính trị ở nước ngoài trong những tuần gần đây đã tác động nhiều đến họ. Qua ứng dụng điện thư, cựu tù nhân chính trị của chế độ Đảng Cộng sản Việt Nam nói, sau diễn biến bầu cử bên Mỹ rồi đạo tranh Myanmar, thật sự mình bị sốc và cảm thấy hoang mang trước tình hình quốc tế, càng buồn cho hiện tình tăm tối ở Việt Nam. Ông Trinh chia sẻ thêm một khía cạnh khiến việc đảo chính làm ông quan tâm. Khi tôi nghe quân đội Myanmar đảo chính bắt giam Tổng thống Myanmar và bà Suu Kyi, thì tôi thấy một nỗi thất vọng và nghĩ rằng nền dân chủ mong manh của Miến Điện đã bị chấm dứt và đã bị đổ vỡ. Đây là một thắng lợi lớn cho bọn Tàu Cộng. Đứng sau lưng cái đám quân Việt của Miến Điện đương nhiên là bọn Trung Quốc, do áp lực của quốc tế và đấu tranh của nhân dân, cho nên họ mới một phần nào nhã ra dân chủ để xây dựng chế độ dân chủ. Nhưng mà họ xây dựng chế độ dân chủ trong cái không chế của Trung Quốc. Trung Quốc trong những năm qua đã đổ nhiều tỷ đồng vào nền kinh tế và hạ tầng cơ sở ở Miến Điện. Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 1 tháng 2 kêu gọi Miến Điện duy trì sự ổn định chính trị và xã hội. Việt Nam trong năm 2020 đã giữ vai trò chủ tịch luân phiên của ASEAN, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.